Tập 3 của Rap Việt mùa 2 đã chính thức lên sóng với thí sinh mở màn của chương trình chính là TC. Anh chàng từng xuất hiện tại Rap Việt mùa 1 nhưng không may mắn bước vào vòng trong. Thế nhưng với lần tái xuất tại mùa 2, anh chàng khuấy động bầu không khí và đã xuất sắc ghi về 4 sự lựa chọn đến từ 4 vị huấn luyện viên. Để chiêu mộ thí sinh, Dramatic đã chia sẻ về việc mình vẫn còn nhớ tựa tên ca khúc mà anh chàng thi tại mùa 1. Dù xúc động vì được huấn luyện viên nhớ tới nhưng anh chàng TC tiết lộ rằng ca khúc anh mang một tựa đề khác. Để vượt mặt Dramatic, Karis lại khẳng định anh còn nhớ đến chiếc quần TC mặc mùa 1 là chiếc quần Zanzi. Tuy nhiên một lần nữa TC lại chặt luôn huấn luyện viên bằng việc chia sẻ quần anh mặc là quần kaki. Dù có phần sai trái trong phần thuyết phục thí sinh, Dramatic thừa nhận nhớ thí sinh nhưng lại sai bét tên ca khúc. Đến Karis thì lại nhầm đến trang phục. Nhưng kết quả cuối cùng, TC đã trở về với đội của huấn luyện viên Dramatic.